Bạn đang đi giữa sa mạc nóng bỏng dưới cây nắng như thiêu đốt. Bạn đã hết thức ăn và cũng không còn nước uống. Bạn ước có một cơn mưa, nhưng bầu trời không một gợn mây. Cứ mỗi bước đi, bạn càng lúc càng kiệt sức và gục ngã. Bạn nhìn thấy một cái ao nhỏ ở gần đó. Đó là nước thật hay chỉ là ảo giác vậy? Bạn không thể đứng dậy, vậy nên bạn đã bò đến đó. Cái ao nước cứ gần hơn qua từng phút, nhưng không phải vì bạn đang tiến về phía nó, mà là nó đang đến gần bạn. Vài phút sau, diện tích của cái ao tăng lên, và rồi bạn đã ở trong đó. Một cái hồ nhỏ sâu khoảng 18 mét đã được hình thành tại nơi từng là một mảnh đất sa mạc. Sự kiện có thật này xảy ra vào năm 2014 ở sa mạc Tunisia. Không ai biết chính xác cái hồ xuất hiện vào ngày nào, vì khu vực ở phía nam Tunisia này có dân cư thưa thớt. Lúc đầu, khi những người chăn cừu đi ngang qua và nhìn thấy cái hồ, họ đã không tin vào mắt mình. Vài tiếng sau, hàng trăm người dân địa phương đã chạy đến xem. Họ bắt đầu bơi, nhảy xuống nước từ những tảng đá xung quanh. Nhưng vài ngày sau, một điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra với cái hồ. Lúc đầu, nước có màu ngọc lam trong suốt như pha lê. Nhưng sau đó, nó chuyển sang màu xanh đậm. Mọi người không quan tâm đến điều đó và tiếp tục bơi lội. Lẽ ra họ không nên làm như thế. Các nhà khoa học và địa chất học đã đến và ngay lập tức thông báo rằng bơi trong hồ không an toàn. Nước xanh đục có nghĩa là hồ đang bị tù động. Nước không trong lành và không được nuôi dưỡng bởi các dòng suối ngầm. Hiện nay, các hồ chứa đầy tảo và rất nhiều vi khuẩn có hại có thể gây ra các căn bệnh nghiêm trọng. Họ cũng phát hiện ra rằng khu vực này của Tunisia có rất nhiều những mỏ phốt phát khổng lồ. Chất này có thể bị phân hủy và để lại dấu vết phóng xạ. Cái hồ có thể chứa chất gây ung thư, độc hại và nguy hiểm cho bất kỳ sinh vật sống nào. Nhưng người ta đã không quá lo lắng về điều đó. Họ đi giữa sa mạc, trong khi mặt trời làm nóng không khí đến khoảng 40 độ C. Hầu hết tất cả mọi người đều không từ chối việc nhảy xuống hồ nước mát, bất chấp lời cảnh báo của các nhà khoa học. Cho đến nay, không ai biết chính xác nguyên nhân tại sao hồ nước này lại xuất hiện. Một số nhà khoa học tin rằng nó được hình thành do những trận mưa lớn. Cái hồ được bao quanh bởi đá và nằm bên trong một hẻm núi. Có thể nước đã tích tụ sau mỗi cơn bão. Một số nhà địa chất nghĩ rằng một trận động đất là nguyên nhân hình thành nên hồ nước. Một hoạt động địa chấn nhỏ đã khiến đá phía trên mực nước ngầm nứt vỡ và toàn bộ nước phun ra ngoài qua lỗ hổng đó. Nếu giả thuyết này đúng thì nước hồ có thể sẽ rút lại xuống lòng đất qua các vết nứt. Điều này tương tự như khi bạn gỡ nắp đậy ra khỏi lỗ thoát nước trong bồn tắm đầy nước vậy. Bất kỳ trận động đất nhỏ nào cũng giống như việc gỡ nắp đậy ra. Do đó, nếu bạn đang ở những nơi này, đừng bơi trong cái hồ phóng xạ đó nhé. Chúng ta đang đến khu vực quần đảo Caribe. Giữa làn nước biển trong xanh, bạn có thể tìm thấy một cái hồ độc đáo. Nó tọa lạc trên một hòn đảo thiên đường ở đây. Có thể bạn sẽ không nhìn thấy cái hồ ngay lập tức. Toàn bộ khu vực này trông giống như một nền bê tông khổng lồ. Nhưng điều quan trọng là đừng bước lên đó. Hồ Peach là nơi không chứa nước mà chứa nhựa đường lỏng. Đây là mỏ nhựa đường lớn nhất trên thế giới. Hơi bốc ra từ khắp hồ vì nó rất nóng. Độ sâu của hồ là khoảng 75 mét. Cả một chiếc Boeing chở khách có thể dựng đứng vừa bên trong đó. Cái hồ này chưa được nghiên cứu hết, nhưng các nhà khoa học tin rằng có một sự đứt đoạn sâu trong lớp vỏ trái đất bên dưới nó. Một lượng lớn dầu thấm qua vết nứt rồi chảy qua nhiều hợp chất hóa học khác nhau và biến nó thành nhựa đường. Theo ước tính sơ bộ, có khoảng 10 triệu tấn vật liệu nóng bên trong hồ này. Về mặt lý thuyết, không sự sống nào có thể tồn tại trong điều kiện như vậy. Nhưng các nhà khoa học đã phát hiện ra một nhóm vi khuẩn. Bằng cách nào đó, chúng đã học được cách sống ở đây. Điều này cũng cho thấy có thể tồn tại sự sống bên ngoài hành tinh chúng ta. Vệ tinh lớn nhất của sao Thổ là Titan, có nhiều hồ hydrocarbon trên bề mặt. Và nếu những dạng sống đơn giản kia xuất hiện giữa hàng triệu tấn nhựa đường nóng chảy trên trái đất, thì không có gì ngăn cản chúng có mặt trên Titan. Chúng ta đang đến đảo Java ở Indonesia. Bạn cần phải leo lên một ngọn núi lửa lớn để xem hiện tượng tiếp theo. Ngọn núi lửa với cây cỏ mọc tùm, nhưng dường như nó không hề ngủ. Khói phun ra từ miệng núi lửa, bạn leo lên đỉnh và nhìn thấy một hồ nước trong thay vì magma đang sôi. Bầu trời xanh phản chiếu trên bề mặt màu ngọc lam sáng của nó. Nhưng đừng thử nhảy xuống nhé, vì cái hồ này chứa đầy axit.
Lượng magma bên trong ngọn núi lửa đến từ sâu trong lòng lớp vỏ trái đất. Chất lỏng nóng sáng này chứa rất nhiều kim loại nóng chảy và các hợp chất hóa học khác. Và cái hồ chứa đầy các hạt của những kim loại này. Thêm vào đó, ngọn núi lửa còn thải ra khí sulfur dioxide. Khi kết hợp với kim loại, chúng sẽ tạo thành màu xanh ngọc tuyệt đẹp. Tốt hơn là bạn nên quay lại đây vào ban đêm. Ở một số nơi tích tụ rất nhiều lưu huỳnh, những chất tích tụ này thoát ra khỏi hồ và tiếp xúc với không khí. Khi điều này xảy ra, mọi thứ xung quanh sẽ bùng lên thành ngọn lửa màu xanh sáng. Sẽ an toàn hơn nếu quan sát hiện tượng này từ một bên thay vì đến quá gần. Gần đó, trên hòn đảo này có một hồ axit khác. Nó cũng giải phóng khí lưu huỳnh vào không khí. Loại khí này dễ bắt lửa khi tiếp xúc với oxy. Và khi điều này xảy ra, khí bùng lên thành ngọn lửa điện màu xanh sáng. Rất khó để nhìn thấy ngọn lửa vào ban ngày. Và ban đêm, bạn có thể nhìn thấy những tia sáng này từ xa. Địa điểm tiếp theo của chúng ta là nước Úc. Bạn khởi động máy bay không người lái ở phía trên cao khu rừng. Giữa những mảng màu xanh mướt, bạn có thể nhìn thấy một khu vực màu hồng sáng. Đó là cái hồ của chúng ta. Lần này, màu hồng dễ thương kia sẽ không ngăn cản bạn bơi đâu. Bạn có thể thư giãn và chụp những bức ảnh đẹp ở đó. Hồ thu hút hàng nghìn du khách. Nhưng gần đây, các nhà khoa học mới tìm ra lý do của màu sắc bất thường kia. Dưới đáy hồ nước mặn Melbourne này, có các loại tảo đặc biệt tiết ra một loại sắc tố đỏ kết hợp với ánh sáng mặt trời, nhiệt độ cao và lượng mưa nhỏ đã khiến hồ có màu hồng. Nhân tiện, Úc không phải là nơi duy nhất có hiện tượng này. Có nhiều hồ nước màu hồng trên khắp thế giới. Bạn có thể tìm thấy chúng ở Senegal, Bolivia, Kenya và nhiều quốc gia khác. Nước của những nơi đó cũng bị nhiễm mặn và chứa sắc tố đỏ của các loại tảo khác thường. Chúng ta sẽ rời những bãi biển nóng bỏng để bay đến Canada lạnh giá. Ở đây, chúng ta thấy hồ Abraham đóng băng. Chúng ta bước lên trên băng và nhìn thấy những bong bóng đông lạnh khổng lồ bên trong. Chúng giống như những con sứa. Có hàng nghìn bong bóng như vậy. Đó là khí mê tan, một chất rất dễ cháy. Cỏ, lá, mảnh cây và bất kỳ chất hữu cơ nào rơi xuống hồ đều trở thành thức ăn cho rất nhiều vi khuẩn thải ra khí mê tan. Khi tiếp xúc với nước đóng băng, khí mê tan biến thành hàng chục nghìn quả bóng khí đông lạnh. Khi băng tan, bong bóng vỡ ra và kêu xèo xèo. Hiện tượng này cũng có thể được thấy ở một số bờ biển thuộc Bắc Băng Dương. Ở đó, kích thước của bong bóng có thể lớn gấp vài lần quả bóng bay. Đó là một cảnh tượng đẹp nhưng không an toàn vì khí mê tan bốc cháy khi tiếp xúc với không khí. Chúng ta đang ở nơi lạnh nhất trong cuộc hành trình. Đây là Nam Cực, gần sa mạc khô cằn nhất trái đất. Một nơi khô ráo không có nghĩa là phải nóng. Đó là khu vực có lượng mưa tối thiểu. Sa mạc không phải là nơi có cát và xương rồng, mà là nơi hầu như không có sự sống. Một số khu vực ở Nam Cực đáp ứng hai tiêu chí trên. Tuy nhiên, trong sa mạc băng giá này, bạn có thể thấy một hồ nước nhỏ với độ sâu chỉ khoảng mười mấy cm. Về mặt kỹ thuật, đó là một cái ao. Và điều thú vị nhất là nó luôn ở dạng lỏng. Nhiệt độ ở đây xuống đến âm 50 độ C. Theo lý thuyết, lẽ ra cái ao phải đóng băng, nhưng điều này lại không xảy ra. Don Juan là một trong những cái ao chứa nước mặn nhất trên hành tinh. Lượng muối ở đây khiến nước không thể đông lại. Các nhà khoa học đã nghiên cứu ao nước này trong hơn 60 năm, nhưng vẫn chưa thể biết chính xác lý do vì sao nước lại xuất hiện ở đó.